Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Playzone TV. Có lẽ các bạn đã quá quen thuộc với cái sản phẩm của Razer như là chuột, bàn phím, tai nghe rồi. Nó đã quá nổi tiếng thị trường rồi. Tuy nhiên thì nếu như các bạn chưa biết thì hãng này cũng sản xuất cả laptop chơi game nữa. Ở đây thì mình đang có Razer Blade Stealth, một chiếc laptop cực kỳ mỏng nhẹ của hãng này. Và nếu bạn đang tò mò đến thế nào thì đây chính là video review dành cho bạn. Có thể nói thì đây là một trong những chiếc Ultrabook có chất lượng hoàn thiện tốt nhất trên thị trường bây giờ. Nó hoàn toàn có thể sánh ngang với dòng XPS của Dell hoặc là dòng MacBook của Apple. Và công bằng mà nói thì có lẽ Razer cũng đã vay mượn khá từ thiết kế của Apple trên dòng laptop của họ. Với màn hình 12,5 inch, máy có một kích thước cực kỳ gọn gàng. Để cho các bạn dễ tưởng tượng thì nó chỉ dài hơn một chút so với một tờ giấy A4 và còn mỏng hơn một quyển sổ. Cuối cùng thì cân nặng chỉ có 1,25 kg, cực kỳ dễ dàng để mang đi mang lại, ví dụ như là mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch v.v. Và để đạt một kích thước cũng như trọng lượng như vậy thì hầu hết chất liệu của Razer sử dụng trên sản phẩm này là kim loại. Ở mặt trên nổi bật sẽ là logo của Razer ở giữa và sẽ phát ra ánh sáng đèn led màu xanh mỗi lần bạn bật máy lên. Hai bên sẽ có hai đường thẳng được làm gợn lên một chút để tạo điểm nhấn. Với chất liệu kim loại cao cấp thì đáng nhẽ ra chúng ta đã có một thiết kế tương đối hoàn hảo mặt này. Tuy nhiên, chính việc sử dụng vật liệu này đi kèm với lớp sơn màu đen là một con dao hai lưỡi, nó làm cho phần này cực kỳ bám vân tay khi sử dụng. Bạn chỉ cần ấn hoặc là vuốt nhẹ một cái thôi là đã hiện ngay vết lên phần này rồi. Tất nhiên là nó cũng thể vệ sinh được, tuy nhiên là khá tốn công sức. Chất liệu mặt dưới cũng tương tự như vậy nhưng chả ai nhìn nên cũng không phải vấn đề to tát cho lắm. Chúng ta sẽ có hai giải fit cao su chạy song song, 8 quạt ốc và hai khu vực dành riêng cho phần tản nhiệt. Nhìn vào đây các bạn còn có thể thấy được quạt tản nhiệt đang chạy khi máy bật. Đến cạnh bên thì Razer cũng cung cấp cho chúng ta khá nhiều cổng kết nối. Một cổng USB Type-C kiêm luôn sạc, rồi kiêm luôn cả cổng Thunderbolt giúp bạn có thể kết nối với Razer Core. Quá nhiều tính năng chỉ cho một cổng. Tiếp đó chúng ta sẽ có một cổng USB 3.0, một cổng cắm tai nghe 3.5. Ở cạnh còn lại thì sẽ là một cổng HDMI và một USB 3.0 nữa. Với một sản phẩm mỏng như thế này thì số cổng kết nối như vậy theo mình là hoàn toàn ổn và khó thể đòi hỏi thêm được nữa. Vì là một chiếc Ultrabook nên Razer cũng đã tinh chỉnh phần bản lề sao cho nó có khả năng mở bằng một tay. Tuy nhiên thì cũng không phải là quá dễ dàng. Nếu muốn mở bằng một tay thì bạn phải mở khá nhanh và dứt khoát vì phần đế của nó khá nhẹ. Tuy nhiên như thế thì lại hơi sót máy, thế nên theo mình tốt nhất là cứ mở bằng hai tay cho nó lành. Một trong những điểm ấn tượng của mình với Razer Blade Stealth này ngoài kích thước ra thì đó chính là màn hình. Phiên bản mình đang coi đây sử dụng màn hình có độ phân giải lên tới 4K đi kèm với công nghệ tấm nền EGGO có hỗ trợ cảm ứng và nó đem lại một chất lượng hiển thị tuyệt vời, độ sáng rất cao khiến cho mình hầu như chỉ dùng một nửa nếu như dùng trong phòng. Cùng với đó là góc nhìn ở bất kỳ vị trí nào thì các bạn vẫn có thể nhìn được rõ ràng mà không hề bị lóa. Mặc dù vậy thì nó vẫn còn một điểm yếu, đó là viền màn hình còn khá dày, thế nên bạn sẽ nhìn thấy vùng hiển thị bị lọt thỏm ở giữa, tạo cảm giác không được tinh tế như những sản phẩm có viền siêu mỏng đến từ Dell. Về cảm ứng thì cũng rất nhạy, mới đầu chưa quen thì mình không động tính năng cảm ứng. Tuy nhiên thì khi dùng quen rồi thì nó quá là tiện lợi luôn, thế nên mình gần như lại chẳng sờ vào trackpad nữa. Tuy nhiên nói vậy thôi chứ trackpad của nó vẫn có chất lượng rất tốt, độ chính xác cao, click bấm mềm và không phát ra âm thanh quá to. Là một hãng gaming gear thì không có một lý do gì mà Razer không trang bị cho chiếc Ultrabook của mình một bàn phím có chất lượng tốt. Một điều kỳ lạ đó là bàn phím cơ của Razer thì thường hay bị chửi, nhưng bàn phím laptop thì lại được rất nhiều trang nước ngoài đánh giá cao. Build rất chắc chắn, hành trình phím tương đối dài nếu so với một chiếc Ultrabook, thêm vào đó còn được trang bị hệ thống LED Chroma với đầy đủ hiệu ứng và màu sắc giống như là phím cơ. Tuy nhiên thì cá nhân mình chỉ thích dùng màu xanh và đi kèm với hai chế độ Creative và Ripple. Tông màu xanh đen kết hợp với nhau tạo nên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh bàn phím thì chúng ta sẽ có hai loa được bố trí rất giống với MacBook 15 inch. Mặc dù không được quảng cáo nhiều về công nghệ, tuy nhiên thì với một chiếc laptop như thế này mình cũng không quá yêu cầu cao về âm thanh, nhưng nó lại mang lại một chất lượng âm thanh khá bất ngờ. Âm lượng to, rõ ràng, chất âm khá trong trẻo, chỉ mỗi tội là thiếu bass mà thôi. Còn lại cuối cùng là camera có khả năng quay độ phân giải Full HD với 30 khung hình trên giây, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng để gọi video với bạn bè được. Và theo mình thấy thì rất nhiều trang đánh giá là camera trên laptop của Razer có chất lượng tốt hơn khá nhiều với các sản phẩm trong cùng phân khúc, thậm chí là với những sản phẩm còn ở mức giá đắt hơn cơ. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần hiệu năng. Razer Blade Stealth được trang bị vi xử lý Intel Core i7-6500U, các đồ họa onboard Intel HD520, RAM DDR3 8GB, ổ cứng SSD dung lượng 512GB. Trong đó thì các bạn sẽ chỉ có thể nâng cấp được SSD mà thôi. Nhìn chung với một cấu hình như thế này, chắc hẳn bạn sẽ có thể nhận ra rằng đây không phải là một chiếc laptop để có thể chơi những tựa game đòi hỏi cấu hình cao. Bằng chứng là khi mình thử tựa game Dota 2, mặc dù đã để cấu hình xuống thấp cũng như chỉnh độ phân giải về Full HD, nhưng nó vẫn chỉ đạt được khung hình là khoảng tầm 40-50fps, mặc dù đã bật cả vi sinh, thêm vào đó lại còn có hiện tượng giật và lag, và đấy mới chỉ là ở chế độ demo thôi, còn vào game thì chắc còn tệ hơn nữa. Tuy nhiên với một tựa game nhẹ hơn như là Liên Minh Huyền Thoại thì mình vẫn có thể để được cấu hình cao mà vẫn đạt được con số 60fps. Tại vậy thôi chứ có lẽ với một sản phẩm như thế này thì không nên dùng để chơi game. Còn các khoản khác thì với một cấu hình như thế này nó vẫn có thể xử lý được các tác vụ thông thường cách mượt mà như là lướt web, xem phim, thậm chí là cả chỉnh ảnh Photoshop với độ phân giải là 4K. Và mình có thử chỉnh màu một ảnh cũng như làm thử một cái banner.
Tuy có khá nhiều layer nhưng không hề thấy hiện tượng bị giật lag trong quá trình sử dụng. Qua đó thì ta có thể thấy con chip 6500U mặc dù vẫn là thế hệ Skylake, tuy nhiên lại mang lại một hiệu năng ổn định. Và mình có tham khảo một số bài đánh giá của nước ngoài thì họ nói rằng phiên bản mới ra mắt sử dụng Kaby Lake cũng không mang lại chênh lệch quá nhiều về hiệu năng mà chỉ tiết kiệm điện hơn mà thôi. Nói đến điện thì thời lượng pin của sản phẩm này được quảng cáo là có thể lên tới 6 đến 7 giờ. Tuy nhiên thực tế mà mình sử dụng với con này là độ sáng màn hình là 50%. Có đèn nền bàn phím, mình dùng để lướt web, gõ văn bản, xem một vài video ca nhạc trên YouTube thì pin trụ được khoảng tầm 3 tiếng rưỡi. Và đấy là không bật tính năng tiết kiệm pin, còn nếu bật thì có lẽ thời gian sử dụng rơi vào khoảng tầm 4 tiếng cho đến khoảng tầm 4 tiếng rưỡi. Cá nhân mình thấy như thế là khá ổn bởi vì dù sao thì nó phải gánh một màn hình có độ phân giải lên tới 4K cùng với đó là độ sáng cực cao. Tuy nhiên nếu bạn vẫn còn lo thì có thể mang theo cục sạc như mình đã nói lúc đầu rồi, nó bé tí, có khi còn bé hơn cả cục sạc dự phòng di động sử dụng với các điện thoại. Về phần ổ cứng SSD thì Razer cũng trang bị trên sản phẩm này là ổ M2 của Samsung, có tốc độ đọc hơn 1500m/s và tốc độ ghi khoảng 600m/s. Thời gian khởi động từ lúc mình bắt đầu bấm nút cho đến lúc vào được màn hình khóa có lẽ đâu đó rơi khoảng tầm từ 16 cho đến 17 giây và có một số lần nhanh thì khoảng tầm 15 giây. Đó cũng là con số khá ấn tượng. Vấn đề cuối cùng đáng quan tâm trên một chiếc Ultrabook như thế này có lẽ là khả năng tản nhiệt hay là nhiệt độ mà nó tỏa ra. Phần nóng nhất đó là phần ở gần khu vực bản lề và còn lại thì chỗ chúng ta tiếp xúc nhiều như là phần kê cổ tay, trackpad hay là bàn phím cũng không bị quá nóng. Thực tế thì nó cũng chỉ nóng nhất là lúc mình ngồi xem video lâu hoặc là vào test game. Chứ dùng lướt web bình thường, gõ văn bản thì nhiệt độ không phải là một vấn đề đáng lo ngại cho lắm. Cuối cùng để chốt lại về sản phẩm này thì có lẽ Razer Blackstyle không phải dành những bạn nào đang tìm kiếm một chiếc laptop chơi game có thể chiến những cái tựa game cực kỳ khủng, mà nó dành cho những người muốn một chiếc laptop mỏng nhẹ có thể dễ dàng mang đi mang lại. Nó gần như là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với chiếc MacBook đến từ Apple, tuy nhiên lại có rất nhiều điểm hơn, ví dụ như là màn hình đẹp hơn này, có cảm ứng này, có đèn LED Chroma ở bàn phím này, hay là có mức giá rẻ hơn tương đối nhiều. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm sản phẩm này có thể đến ngay cửa hàng Playzone 126 Phố Vọng tại Hà Nội. Và như thường lệ thì đừng quên bấm like, share video này và comment ở ngay bên dưới. Mình là Dương Dũng và đây là Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.